Cụ bà gần 80 tuổi vẫn hành xử khó tin. Chúng ta hãy cùng đến với tình huống sau đây. Vâng, như vậy là một thanh niên đã rời đi và một chiếc ví đã bị bỏ quên trên bàn ăn. Chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra ở đây. Như vậy là vụ việc xảy ra tại 105 Phố Vọng vào lúc 12:30 ngày 22 tháng 7. Bên cạnh bàn bên cạnh đó chính là một cụ ông và một cụ bà, cũng đã có lẽ là hơn 70 tuổi rồi. Rồi, như vậy là cụ bà đã ghé sang bàn bên cạnh rồi. Rồi, cụ các bé như đã nhìn thấy chiếc ví. Cụ đưa tay lấy gì đây? Rồi, cụ đang nhìn quanh rồi. Vâng. Rồi, như vậy là cụ đã cầm chiếc ví của thanh niên vừa rồi. Vâng, tính đến thời điểm hiện tại thì chưa rõ là cụ đã trả lại ví cho thanh niên chưa. Nhưng nếu mà con cháu của cụ hay là người quen của cụ xem được video này thì các bạn hãy liên hệ và trả lại ví cho bạn ấy nha. Xin cảm ơn. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.